với một con số gọn gọn loanh quanh 19 củ khoai thôi thì làm sao? Thì lặng người đã sở hữu ngay cho một chiếc Suzuki GZ siêu phẩm, siêu đẹp, siêu ok rồi. Một con xe chuyên dùng để đi phượt này. Đó, xe dẫn đoàn luôn đằng khác nhá. Mình cũng vừa mới về luôn lúc chiều hôm nay thôi, mình lại lên chia sẻ đại khái cho người mình làm đam mê này. Đát phải nó là 2013 nhá. 2013 thì mọi người biết rồi đấy, bao sướng bao chất luôn rồi. Bản này cho mình sai mình là kết quả là đĩa trước này. Đằng sau thì là thắng đùng nhá. Đấy, GZ mà. Có cả bao da bình xăng này. Đấy, đựng ba cái đồ lặt vặt tào lao kinh đế được hết nhá. Máy thì móc thì đang nổ gan ti luôn, cực kỳ mái lòng người này. Đấy, đẳng cấp chưa? Nguyên bản của dòng này thì sẽ có thùng nhựa này. Ghế tựa lưng cả chu đổ ngon chưa? Đấy, lốp trước thì khỏi cần suy nghĩ luôn, tại vì sao? Tại vì nó quá xịn sò mà. Mọi chức năng trên xe như còi đèn đề thì không thể làm thiếu cho con xe đẹp vít này nhá. Đó, đẹp vít luôn. Xi nhan này, trái này, phải này ok hết nhá. Đặc biệt cái loại dẫn đoàn này thì cái loa nó khá là to, cái này gọi là còi to luôn. Đó, cực kỳ đẳng cấp nhá. Để mình ra đây mình quay biển số cho chiêm ngưỡng này. Đây cái biển Kiên Giang 68 Kiên Giang D1 13279 nhá. Đó, xe rất là đẹp luôn, xi nhan kiểu này. Đó. Con này mọi người chuyển đưa trước cho mình 9 củ, 19 củ quay thôi. Là có thể nhận được xe rồi nhá. Còn giá chính thức của em này là 39 củ, có tin được không? 39 củ mọi thiện chí mình còn lọc lá thêm nhá. Đó, không nói nhiều, lọc lá. Đấy, còn thích điều kiện kinh tế mà làm ổn định hơn thì đưa hẳn mình 39 củ luôn cũng được nhá. Đấy, còn thích thì đưa trước 9 củ được, 19 củ được, mức giá nào cũng được nhá. Miễn sao là đưa ít nhất là 9 củ, mình nói vậy thôi, mọi người tự hiểu nhá. Mọi người có thể chốt đơn được em nó rồi nhá. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn khi mà đã chốt được được đẻm. Đó, cho anh xin một tim nhá. Rồi, cảm ơn mình rất là nhiều luôn. Mua bán gì thì hãy liên hệ mình ngay luôn, tại vì sao? Tại vì nhanh tay thì còn mà chậm tay thì mất. Ok, các bạn người nhá.